Thưa quý vị và các đồng chí, trong năm 2022, dưới sự lãnh đạo sâu sát toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các ngành đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp và sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân. Với quyết tâm chính trị cao, phương châm hành động đúng và những chủ trương giải pháp phù hợp, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã giữ vững thế chủ động, nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các mặt công tác công an. Qua đó, đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ mùa xuân mãi bình yên trên quê hương, trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc. Trong chương trình An ninh Long An Tết Quý Mão 2023, kính mời quý vị và các đồng chí cùng nhìn lại những kết quả công tác nổi bật của Công an tỉnh Long An trong năm qua. Long An là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là cửa ngõ nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, có nhiều tuyến quốc lộ đi qua như 1A50-62N2. Tuyến biên giới giáp với Campuchia có cửa sông Sòi Rạp ra biển. Với vị trí địa lý đặc biệt trên tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến an ninh trật tự, nhất là vấn đề an ninh biên giới, an ninh xã hội, tình hình tội phạm địa bàn giáp ranh, tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy. Để kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an tỉnh Long An đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, hiệu quả, góp phần giữ bình yên nơi cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh với khu vực miền Tây Nam Bộ. Năm 2022, với khẩu hiệu hành động, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá, đồng thời đề ra các chỉ tiêu thi đua cụ thể và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các khối, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng. Trong năm, Công an tỉnh đã phát động 10 phong trào thi đua đặc biệt, ngắn hạn và chuyên đề. Đặc biệt, đã xây dựng mới mô hình thi đua nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thông pháp luật và giỏi về nghiệp vụ trong lực lượng công an xã, phường, thị trấn. Bước đầu mang lại hiệu quả cao, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ tình hình an ninh trật tự tại cơ sở. Lực lượng công an toàn tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, có hiệu quả cao các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự. Tham mưu duy trì tốt công tác đối ngoại, đẩy mạnh công tác phối hợp với ti công an hai tỉnh Vây Riên và Bờ Rê Ven Vương quốc Campuchia trong hợp tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới. Lãnh đạo sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, âm mưu xử lý dứt điểm các vụ việc nổi lên, không để đột xuất bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ động mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau các ngày lễ Tết và sự kiện chính trị quan trọng, triển khai nhiều kế hoạch chuyên đề phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Do chủ động triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nên tình hình tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm 5,37%, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí, công tác điều tra khám phá án đạt tỷ lệ cao 93,88%. Đã tập trung điều tra làm rõ, đề nghị truy tố nhiều vụ án được dư luận xã hội quan tâm, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy, vi phạm trên lĩnh vực môi trường, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển, buôn bán hàng cấm với số lượng lớn. Song song đó, các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự luôn được tăng cường. Lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thực hiện tốt công tác vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó đã thu giữ 14 khẩu súng và hàng trăm viên đạn các loại, đồng thời thu giữ hàng trăm dao kiếm, gậy ba khúc, bình xịt hơi cay, pháo nổ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nổi bật, Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông,
tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất ma túy, kiểm tra xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, phương án phòng chống tụ tập đông người đua xe trái phép và các phương án kế hoạch chuyên đề về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Năm 2022, Công an tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp giải pháp phòng ngừa cháy nổ tại các địa bàn trọng điểm, khu công nghiệp, khu dân cư nên số vụ cháy giảm 63,6% so cùng kỳ năm 2019. Khi xảy ra các vụ cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đều có mặt kịp thời, ngăn chặn được cháy lan, cháy lớn, giảm thiểu thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhân dân. Tham mưu tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhất là tham mưu tỉnh ủy quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Với thành tích xuất sắc trên các mặt công tác, nhiều tập thể cá nhân đã được các cấp khen thưởng như Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 3 tập thể, 2 cá nhân. Bộ Công an tặng bằng khen cho 70 tập thể, 102 cá nhân. Tặng kỷ niệm chương cho 786 cá nhân trong tham gia thực hiện 2 dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 26 tập thể, 53 cá nhân, các cục nghiệp vụ Bộ Công an tặng giấy khen cho 2 tập thể, 11 cá nhân, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 152 tập thể, 616 cá nhân. Tổ quốc cần chúng ta cùng là chiến sĩ, sống pha tiến đầu dấu hiểm nguy chung một ý chí. Tình quê hương vui thiết tha, tình quân dân son nồng, nguyện chiến đấu cho non sông bình yên. Chuyên đề an ninh Long An kỳ này đến đây là hết. Để xem lại chuyên đề này, mời quý vị và các đồng chí vui lòng truy cập vào trang web congan.longan.gov.vn. Chuyên đề an ninh Long An sẽ phát sóng lúc 19:45 ngày thứ ba, phát lại lúc 7:00 ngày thứ tư và 14:35 ngày thứ năm hàng tuần. Kính mời quý vị và các đồng chí đón xem. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.